Xin chào anh chị nha, chào buổi sáng anh chị, chúc anh chị một ngày buổi sáng thật là tốt lành và gặp nhiều may mắn. Thì hôm nay tiếp tục một cái buổi review cho anh chị một cái lô đất nằm ngay trục đường thông này anh chị ha. Đó, đây là con đường thông lên ấp anh chị, đường mầm non này. Đường này đường thông anh chị ha. Đó, đường này thông ra công ty Hoa Sung, khu công nghiệp ở Tâm Phước. Lô đất này thì hai mặt tiền nha anh chị ha. Vị trí lô đất nó nằm ở đây. Đây, xa xa đây. Vị trí lô đất nó nằm ở đây. Nó từ cái góc này đi qua đây. Bên này là một cái đường nhựa hai mặt tiền nữa. Đường ra đây, đường đi ra công ty Hoa Sông dốc 47. Còn con đường này thì cũng thông ra đường Dương Dinh Nghệ, ra quốc lộ 51 anh chị. Thì chủ gửi cho bên em bán một cái lô đất này là có diện tích là 5x30, ở hai mặt tiền. Ở đây thì cư dân rất là đông rồi, anh chị nhìn sau lưng em thấy được ha. Đây, dân đông lắm rồi đông. Ở đây là đường nhựa anh chị ha. Đường nhựa rồi điện thì điện quốc gia, nước máy đến tận đất luôn. Quay xa xa tí cho nó nhìn thấy mặt em. Đó. Ở đây có quán Cháo Lòng này. Đây. Quán này, quán Cháo Lòng rất là nổi tiếng, nó đấu đít với cái lô đất của nhà mình luôn anh chị. Đó. Bên đây cũng một con trục đường thông nữa, đi ra quốc lộ 51 này. Ở đây quán Cháo Lòng, và sát lô đất nhà mình là một cái dãy phòng trọ gồm 9 phòng. Lô đất nhà mình là có diện tích là 5x30 ha. Nếu anh chị mua thì bên em sẽ, chủ sẽ tặng cho anh chị mấy cái tràm này luôn. Đó, tặng cho anh chị mấy cái tràm luôn anh chị ha. Đó. Đất ở đây là đất ở đô thị anh chị nhé, đất ở đô thị, đất ODT. Bao anh chị là không dính quy hoạch gì hết. Rất là đẹp. Rồi, vị trí lô đất nó nằm ở ngay góc nhà này. Đi vào đó 5m. Kéo thẳng xuống dưới này là 30m, hai mặt tiền anh chị. Đó, dân ở đây thì rất là đông rồi. Lô đất này tọa lạc tại tổ 9, khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước nha anh chị ha. Cách quốc lộ 51 1 km, và cách quốc lộ khu công nghiệp Tam Phước Long Thành từ 1 đến 3 km. Từ vị trí này thì anh chị có thể là di chuyển dễ dàng tới các trung tâm hành chính như là Ủy ban nhân dân phường, trung tâm thành phố Biên Hòa, hay là chúng ta đi đâu đó trong khu vực Đồng Nai cũng rất thuận tiện vì giao thông ở đây thì kết nối. Đó, đường này đường thông, buôn bán kinh doanh ok anh chị. Giá chỉ hơn 1 tỷ xíu thôi anh chị nhé. 5x30, mình có thể là xây nhà ở hay là phòng trọ rất ok ha. Vị trí lô đất này nó nằm ở đây, hai mặt tiền ha. Rồi ok, anh chị nào mà quan tâm thì có thể là gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là để lại số điện thoại em sẽ gọi lại anh chị nhé. Rồi, lô đất có diện tích là 5x30, hai mặt tiền anh chị. Rồi, xin chào anh chị nha, chúc anh chị một ngày thật là tuyệt vời. Rồi, sau lưng em là dân đông này. Mình đi một vòng thế này, mình hình dung đối diện là trường mầm non luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ha.